Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong loạt chương trình Phong thủy cho năm Nhâm Dần 2022. Với các chương trình trước thì chúng ta đã biết được cách để bài trí không gian phòng khách cũng như không gian thờ cúng dành cho năm Nhâm Dần. Còn không gian phòng bếp thì sao? Hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia phong thủy Song Hà để tìm hiểu rõ hơn làm thế nào để có một căn bếp thực sự là đẹp này, có yếu tố thẩm mỹ cũng như là có cả yếu tố phong thủy để đón một năm Nhâm Dần thực sự may mắn và hanh thông. Xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Song Hà đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin chào MC Như Quỳnh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nếu như phòng khách là bộ mặt của cả ngôi nhà thì gian bếp được coi là nơi truyền lửa cho tổ ấm. Một khu bếp hài hòa giữa yếu tố kiến trúc, yếu tố phong thủy chắc chắn sẽ đem lại một năm mới thêm phần sung túc cho cả gia đình, đúng không ạ? Mở đầu chương trình thì xin nhờ chuyên gia phong thủy Song Hà có thể chia sẻ về vai trò của yếu tố phong thủy trong gian bếp đối với cả khu nhà của chúng ta không ạ? Vấn đề bếp nó nằm trong dương cơ tam yếu, là ba cái vấn đề quan trọng nhất của ngôi nhà. Thì chúng ta có thể hiểu một cách khoa học như thế này. Trong không gian sống của chúng ta là sẽ có rất nhiều dạng thể vật chất. Nhưng mà bếp ấy, nó là cái nơi được gọi là tạo ra sự ấm cúng, tụ khí, tụ hỏa. Còn về vai trò chúng ta hiểu đây là cái nơi mà tạo ra cái nguồn dinh dưỡng. Trong cái phong thủy cổ ấy, người ta quan niệm cái không gian bếp nó là cái không gian không phải chỉ của hỏa thần mà còn có sự có mặt của cả thần y. Đấy, chính vì thế cho nên là rất là nhiều các gia đình người ta cố tình người ta đặt bếp để có được cái sao thiên y đóng chiếu để đem lại cái sức khỏe tốt cho gia đình. Chính vì thế không gian bếp rất là quan trọng trong ngôi nhà của chúng ta, cả về ý nghĩa công năng trong cuộc sống mà cả về cái câu chuyện phong thủy. Xin được hỏi là gian bếp của năm Nhâm Dần thì chúng ta cần có những lưu ý gì ạ? Với năm 2022, năm Nhâm Dần này chúng ta sẽ phải chú ý đầu tiên là phải nói đến là khu vực ở khu vực giữa nhà, là khu vực trung cung mà phòng bếp nằm ở đó thì sẽ có sao ngũ hoàng bay đến. Phía đông bắc, vì năm nay năm Nhâm Dần, Dần thì nằm ở trong Sửu Cấn Dần là khu vực phía đông bắc. Rồi thì chính xung với Dần là khu vực phía tây nam, là khu vực mà phòng bếp ấy, thì cũng phải rất cần chú ý vì nó lại có sao nhị hắc bay đến. Rồi thì đến khu vực nữa là khu vực phía đông, là cái khu vực có sao tam bích bay đến. Và khu vực phía tây có sao thất xích bay đến. Cái nhà bếp, cái không gian bếp mà ở trong những cái khu vực mà được coi là xấu, không được thuận lợi trong năm 2022 này thì gia chủ có thể làm gì để hóa giải, đem đến nhiều may mắn hơn cho gia đình mình? Khu phía đông bắc tính theo cửu tinh đồ thì là sao bát bạch đóng chiếu. Tuy nhiên vào năm 2022, Sơn Dần ở phía đông bắc lại có thái tuế, cho nên khu vực này cũng không được chủ quan, không để hoạt náo thái quá. Đấy là cái điều cần phải lưu ý nhất. Và khi có những năm mà có thái tuế đóng chiếu thì tuyệt đối hạn chế sát sinh ở trong phòng bếp. Nếu có thể thì chúng ta sẽ giết mổ ở những cái khu vực xa khu vực phía đông bắc trong năm 2022 này. Thứ hai nữa, có điều kiện chúng ta rửa thịt cá đấy, nó có những cái máu, nếu mà có thể rửa trước khi bước vào phòng bếp được là tốt nhất. Trong khi đó thì những cái căn phòng ở khu vực phía tây nam đối xứng với khu phía đông bắc lại là những căn phòng còn cần phải chú ý hơn rất nhiều. Phòng bếp nằm tại đây là với năm 2022 này là xung phá với thái tuế. Yếu tố tiếp theo là ở khu vực phía tây nam, chúng ta biết rằng là vị trí nguyên thủy của sao nhị hắc, đặc tính của sao nhị hắc là nó là thổ khí, sát khí, mà lại bếp là thuộc hỏa nên là càng nuôi vượng cái sát khí này. Tiên quyết ở các phòng bếp khu phía tây nam trong mặt bằng, hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta giết mổ sát sinh ở trong không gian phòng bếp. Phải rất chú ý đến cái việc là giữ gìn sạch sẽ ở khu phía tây nam. Trước chúng ta hay để luôn cái rác lưu cữu, có khi suốt từ sáng đến mấy ngày sau hoặc là đến tối, thì nay là chúng ta cố gắng là nửa ngày hoặc là lúc mà chúng ta về nhà là chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ ngay. Chúng ta cũng cần chú ý là không có gây khởi động hoạt động náo loạn, náo hoạt náo nhiều trong cái không gian phòng bếp ở khu vực phía tây nam. Các cái thiết bị như dao kéo hạn chế để lộ diện, nên để quả hồ lô gỗ, những quả nậm bầu khô cỡ lớn, buộc những cái dây ruy băng màu xanh lá cây. Rồi thì cũng có thể đặt được những bộ bàn thất tinh gồm có 7 cái quả cầu bằng chất liệu kim loại, thì sẽ giúp cho đặc tính của cái sao nhị hắc nó sẽ tiết chế bớt đi được phần nào.
Ngoài ra có thể sử dụng thêm cả những quả hồ lô bằng chất liệu đồng cũng sẽ phát huy được công năng. Ngoài ra chúng ta cũng phải cần lưu ý là với những cái phòng bếp ở khu vực phía đông có sao tam bích, thì nếu bình thường như chúng ta biết là phòng khách hay phòng ngủ chúng ta rất là dễ dàng có thể sử dụng cái yếu tố thủy đưa vào, nhưng với phòng bếp thì chúng ta không thể nào mà lại sử dụng yếu tố thủy đưa vào khi mà sao tam bích đến với cái phòng bếp khu phía đông, mà chúng ta lúc này lại nên sử dụng đến yếu tố hành kim thì nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Xanh da trời nhạt, xanh lam nhạt để vào trong không gian phòng bếp, chứ không phải đi mang một cái thuộc tính thực thể là thuộc thủy, là nước, để nhiều vào không gian phòng bếp khi mà chúng ta có cái phòng bếp ở khu phía đông để hóa giải sao tam bích. Với khu phía tây năm 2022 năm nay thì sao thất xích đến, nó vừa có yếu tố hung họa của kim sát khí, cũng có cả yếu tố hung họa của hỏa khí. Kim này là cái dạng kim được rèn trong lửa, nên khi gặp hỏa nó không hề bị thui chột mà nó lại càng thêm sắc bén. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải tiết chế nó bằng các yếu tố mộc. Chúng ta cần phải hiểu là cái tính mộc này không nuôi cái tính hỏa của nó được, bởi vì cái tính hỏa của nó mang tính hỏa âm, còn mộc của chúng ta là mộc thực thể, nó sẽ hóa giải được cái tính kim thực thể của nó trong cái sao thất xích. Mộc ở đây thì chúng ta nên đưa nhiều cây xanh vào không gian phòng bếp. Cây xanh phải là cây trồng cạn, cây kim ngân, kim tiền, lưỡi hổ, hồng phát tài. Chúng ta không được sử dụng các cây thủy sinh. Cuối cùng chúng ta phải xét đến đó là những cái ngôi nhà nào có không gian phòng bếp nằm ở giữa toàn mặt bằng, nằm ở trung cung ấy. Thì tại cái không gian này ấy, thứ nhất là phải xem xét là có cái vật gì đang đè nặng ở khu vực trung cung không. Tiết chế bằng cái yếu tố mộc, các loại cây xanh được trồng cạn. Lúc này chúng ta sẽ để một chậu cây, chậu hoặc cái xô là bằng chất liệu kim loại là tốt nhất này, hoặc không thì phải là gốm sứ có màu trắng, màu đen, màu xanh lam, xanh dương. Nếu mà là một cái không gian nó có sự lưu chuyển giữa các cái khoảng cửa giả trong nhà, có thể treo những là chung gió đồng một tầng 6 ống thì sẽ hóa giải rất tốt cái việc mà sao ngũ hoàng nằm ở những cái phòng bếp ở khoảng giữa mặt bằng. Như vậy là chuyên gia phong thủy đã vừa chia sẻ rất nhiều những cái thông tin hữu ích để chúng ta có thể biết được là trong năm 2022 này chúng ta cần bài trí căn bếp như thế nào để hợp hơn với lại phong thủy của năm. Nhưng mà trong tất cả những điều trên thì có cái điều gì quan trọng nhất, điều gì chúng ta cần ghi nhớ và có thể là nên phải làm ngay lập tức và thậm chí là nên làm thường xuyên không ạ? Nhìn chung chúng ta cần phải nhớ mấy điều sau. Tuyệt đối bạn sẽ không đem nước vào trong phòng bếp để sử dụng hóa giải bất kỳ trường hợp nào. Thứ hai, đó là phải luôn luôn quan sát đến các cái khoảng cách của các yếu tố thủy hỏa, số lượng của các yếu tố thủy trong một không gian phòng bếp. Bởi vì trong không gian phòng bếp thời hiện đại ngày nay của chúng ta, nó không đơn độc chỉ có một cái bếp như ngày xưa. Ví dụ, nhất là với giai đoạn 2020-2021 khi mà dịch bệnh nó bùng phát ra, là cái ý thức về tích trữ thức ăn của chúng ta rất là lên cao. Và chính vì thế cho nên trong phòng bếp bắt đầu là có tủ đông này, ngoài tủ lạnh ra có tủ đông, đấy là hai yếu tố rồi. Tiếp theo chúng ta lại bình lọc nước này, có chậu rửa, máy rửa bát. Đấy, thì tất cả những yếu tố đó cần phải có một sự bố trí nó phù hợp. Tức là ví dụ bình lọc nước kết hợp luôn cùng vào với chậu rửa bát thì là đấu luôn cái hệ thống bình lọc ngay dưới gầm của chậu rửa bát, và chúng ta lấy vòi ra chúng ta sử dụng, thế là thủy nó vào cùng một chỗ. Thứ hai nữa là cái tủ đông thì nên để cạnh sát luôn cái tủ lạnh, đừng để quá nhiều các cái thành phần đi ra khắp các không gian phòng bếp, nó tạo ra nhiều cái điểm thủy quá. Và khoảng cách giữa bếp và chậu rửa thì phải luôn luôn đảm bảo là từ 80cm trở lên, và giữa bếp và chậu rửa thì không bao giờ được để xen kẽ luôn là một cái máy rửa bát ở ngay dưới gầm đâu, mà nó sẽ phải là nên để là tủ lạnh, máy rửa bát, chậu rửa bát cách 80 phân đến 1 mét đến bếp. Đừng để bếp bị kẹp giữa vào các yếu tố thủy, hoặc là tủ lạnh, bếp rồi đến chậu rửa là không được. Cái sự ấm cúng cho ngôi nhà, nuôi được nguồn năng lượng dương cho ngôi nhà. Thì hỏa này nó có ở phòng bếp, nó có ở không gian thờ cúng và hệ thống đèn điện trong ngôi nhà. Rồi thì thời nay chúng ta có thể bổ sung là những cái đèn đá muối, những cái đèn trường minh đăng. Nhiều khi chúng ta thấy nhé, chúng ta có 5 tầng, chúng ta có 5 khu nhà vệ sinh nhưng chúng ta chỉ có một phòng bếp. Đó chính là cái sự mất cân bằng thủy hỏa mà chúng ta thường không nhận ra. Chúng ta có 5 cái thứ để thoát đi nhưng chúng ta cũng chỉ có một cái két sắt. Chúng ta cần phải cân nhắc về điều đó.
Rõ ràng là khi sắp xếp một số dụng cụ trong nhà bếp như là máy rửa bát này hay là bình lọc nước thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đúng không ạ? Thế thì những cái yếu tố khác mà nó có vẻ không thuộc thủy lắm như là nồi cơm điện này hay là lò vi sóng này, à, lò nướng nữa thì chúng ta nên có một sự sắp xếp như thế nào cho hợp lý ạ? Quả thật là một câu hỏi rất là hay và thú vị. Đúng là những cái yếu tố như là nồi cơm điện này, rồi thì kể cả bây giờ có nồi chiên không dầu, nồi áp suất này, đấy, rồi thì lò nướng, lò vi sóng, những cái đó nó đều được gọi là những yếu tố hỏa và được gọi là tiểu hỏa. Thế thì cố gắng đừng để cho các yếu tố hỏa nó bị xung đối nhau. Có nghĩa là nồi cơm điện đừng để cho nó đối diện với bếp, đừng để cho nồi cơm điện đối diện với lò vi sóng. Như thế là ở trong nhà nó mất đi hòa khí. Đấy là những yếu tố hỏa đối nhau còn không được, nữa là hỏa và thủy đối nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ để cho một cái tủ lạnh nó lại cứ đi đối diện với cả lò vi sóng và lò nướng. Cũng không bao giờ chúng ta để một cái chậu rửa nó đối diện với lò nướng và lò vi sóng. Hoặc là phía dưới thì là máy rửa bát, phía trên mặt đấy là lập tức chúng ta lại để luôn một cái lò nướng hoặc một cái lò vi sóng, cũng là bất hợp lý. Không nhất thiết là các cái thiết bị thuộc hỏa phải cùng hướng với nhau. Cái này không bắt buộc. Chỉ cần đừng bị đối diện nhau thôi. Khuyến khích là để các cái bình gạo, thùng gạo ở ngay dưới gầm bếp. Vì đó là chính là một cái phương thức gọi là ẩm thực dưỡng sinh. Thưa chuyên gia, với nhiều gia đình người Việt Nam thì có quan niệm rằng là cái hành động đun nấu đầu tiên sau khi bước qua giao thừa sẽ đem lại nhiều may mắn đúng không ạ? Vậy thì cái việc đun nấu này trong năm Nhâm Dần 2022 nói riêng và trong các năm khác nói chung thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì không ạ? Cái việc khai hỏa ấy, nó có mấy cái điều tối kỵ sau. Thứ nhất là sẽ không khai hỏa vào những ngày mà có địa chi là địa chi xung phá với địa chi của năm. Ví dụ năm Dần thì sẽ không bao giờ khai hỏa vào ngày Thân, năm Nhâm Dần thì sẽ không khai hỏa vào ngày có thiên can là thiên can Mậu và thiên can Bính. Bởi vì Nhâm thì phá Bính mà Mậu thì phá Nhâm. Còn nếu mà không nặng nề cái chuyện là lấy cái ngày đẹp hay cái gì đó thì không sao. Nhưng đã mà có cái ý niệm đó thì chúng ta cần phải chú ý. Ngoài ra thì chúng ta cũng nhớ rằng là nếu trong gia đình chúng ta có người tuổi Dần và người tuổi Thân thì năm 2022 này thì sai vía cho ai đó trong gia đình không phải là tuổi Dần và tuổi Thân, khai hỏa bật bếp thì sẽ tốt hơn. Nếu mà những gia đình nào người ta bật bếp lên nhưng là cái loại bếp thời hiện đại là không có lửa, ví dụ như bếp điện từ, thì lúc đó là người ta sẽ sử dụng ba cái cốc nến nhỏ tượng trưng cho một bà hai ông thì mới đúng của thủ tục khai hỏa. Và khai hỏa thì luôn luôn là khai hỏa trước giờ ngọ. Nhưng nhớ là cái lúc khai hỏa bếp là không đun những đồ tanh, những đồ mà ví dụ như mắm tôm, mắm tép, mà là đun nước thôi. Xin cảm ơn những thông tin rất là thú vị mà chuyên gia phong thủy Song Hà đã chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, với thời lượng vừa rồi thì chắc chắn là mỗi chúng ta đã có thêm nhiều kiến thức để có thể dọn dẹp hay là bài trí lại không gian phòng bếp cho năm Nhâm Dần 2022 để sẵn sàng đón một năm mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Còn chương trình của chúng tôi thì xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.